kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây vài năm có một cuốn sách mang tên Khủng hoảng tuổi thành niên đã bất ngờ gây được tiếng vang. Cuốn sách miêu tả những cảm giác e ngại và do dự gây ra cho một người tuổi 20 đang trong quá trình bước vào tuổi trưởng thành. Nó thảo luận về sự hoang mang và lạc lối mà những người ở tuổi 20 đang cảm nhận, chủ yếu vì không có định hướng nào cho những năm tháng này. Không có cuốn cẩm nang đem tới các câu trả lời. Nó than phiền về sự thiếu vắng một cuốn sách hướng dẫn với các giải pháp để vượt qua sự đấu tranh trong độ tuổi này một cách thành công và thỏa đáng. Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên chính là cuốn cẩm nang đó. Đây cũng là cuốn sách mà chương trình Kết nối tri thức giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên tập trung vào mối liên kết chung giữa những người ở độ tuổi chúng ta. Các câu tự vấn sâu sắc khiến chúng ta mất ngủ, các câu hỏi khó khăn nặng nề mà đôi khi chúng ta quá sợ để hỏi chính bản thân mình. Rất nhiều người trong số chúng ta ở độ tuổi 20 hoặc 30 đang phải trải qua một giai đoạn rơi vào những cảm giác hoảng loạn và mất định hướng. Đối với một số người, những thử thách của giai đoạn này đã trở nên quá sức chịu đựng đến nỗi chúng ta thực sự nghi ngờ khả năng của mình. Đặt câu hỏi trước cuộc sống một cách mãnh liệt hoặc đè nát lòng tự trọng của mình bằng những nghi hoặc. Trong suốt quãng thời gian đi học, chúng ta có người để tìm đến khi cần sự trợ giúp và hướng dẫn như giáo viên, tư vấn viên, cố vấn, huấn luyện viên và bố mẹ. Nhưng sau khi tốt nghiệp và phải vật lộn với các vấn đề cuộc sống thực, chúng ta không có bất kỳ ai sẵn sàng nói với chúng ta rằng tôi đã từng gặp phải các vấn đề đó, đây là cách mà tôi đã vượt qua. Và vì sự khác biệt giữa các thế hệ đang lớn hơn bao giờ hết, nên kinh nghiệm của bố mẹ chúng ta trong nhiều lĩnh vực không còn phù hợp nữa. Như trong công việc chẳng hạn, vài thập kỷ trước, ví dụ một thanh niên vừa tốt nghiệp có thể chọn một công ty và ở lại đó suốt quãng đời còn lại, nhận được các hướng dẫn và chỉ bảo với sự giám sát của những nhân viên lớn tuổi hơn. Nhưng ngày nay, rất nhiều người coi thanh niên tuổi 20 là mối đe dọa tới công việc của họ. Thay vì hướng dẫn các nhân viên mới, họ thường xung đột và tản lờ chúng ta. Sự cạnh tranh này khiến những mong muốn được chỉ bảo của chúng ta trong công việc lẫn trong các mặt khác của cuộc sống không được đáp ứng. Một trong những mục tiêu của tác giả ở cuốn sách này là đưa ra khái niệm về sự kèm cặp quay trở lại với xã hội. Hãy hình dung nếu mỗi người trong số chúng ta đều có người để tìm đến nhằm có được những lời khuyên mỗi khi có thắc mắc gì về công việc, tình cảm, ước mơ, gia đình, cuộc sống xã hội hay các vấn đề hình thức. Những người đã từng vật lộn với những khó khăn ấy trong cùng một thời điểm tương tự và đã vượt qua chúng. Hãy hình dung nếu mỗi người trong số chúng ta đều có người để hướng dẫn để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Cuốn sách Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên phản ánh giả thuyết ấy bằng cách cung cấp những gia sư còn thiếu đó, ít nhất là tạm thời. Sau hàng ngàn các cuộc phỏng vấn, tác giả Alexandra Robbins đã xác định được một số vấn đề nan giải phổ biến của tuổi thành niên và bất cập những người tuổi 20 đang gặp phải vấn đề đó với những người thuộc thế hệ chúng ta, những người đã từng phải đối mặt với chúng và đã vượt qua chúng thành công. Cứ mỗi người tuổi 20 với một vấn đề, tác giả sẽ lại có một người tuổi 20 hoặc 30 với các câu trả lời. Những lời uyên thâm trong cuốn sách này không đến từ các chuyên gia mà đến từ những người đã trải qua những vấn đề ấy trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Các hướng dẫn viên này sẽ chia sẻ những khó khăn mà họ đã đối mặt, những quan điểm mà họ đã nghiệm ra, những lời khuyên mà họ ước gì mình đã biết. Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên là cơ hội để thế hệ chúng ta có được lời khuyên từ những người đã từng trải qua và vượt qua nó.
Tác giả hy vọng các hướng dẫn viên trong cuốn sách này ít nhất cũng đã giúp bạn tiến gần tới việc có được những công cụ hoặc động lực để cải thiện, tăng cường hoặc thay đổi cuộc sống của mình. Rằng sẽ có ít nhất một hướng dẫn viên khiến bạn đồng cảm hoặc một số lời khuyên phù hợp với những vấn đề cá nhân của bạn. Hy vọng bây giờ bạn đã sẵn sàng để đưa ra những bước tiếp theo. Những bước sẽ giúp bạn cuối cùng cũng có thể chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên của mình. Ở cuối cuốn sách Khủng hoảng tuổi thành niên, độc giả đã được nghe Irving, lúc bấy giờ 90 tuổi, giải tỏa những bức xúc về sự thiếu sót của chúng ta. Là một hiệu trưởng, Irving đã tiếp xúc với các sinh viên trong suốt cuộc đời mình. Và hiện tại, khi đã bước sang tuổi 94, ông có không ít những lời khuyên đáng giá. Để viết cuốn sách này, tác giả lại tìm đến Irving để hỏi ông quan điểm của một người 94 tuổi như thế nào về những lo lắng và áp lực mà người tuổi 20 đang cảm thấy. Có lẽ điều quan trọng nhất mà Irving muốn nói với chúng ta là mặc dù vào lúc này rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta có vẻ thật đáng sợ, gấp gáp và quan trọng, nhưng những lựa chọn mà chúng ta đưa ra có thể không mang tính quyết định đến thế. Khi chúng ta đã bỏ lại một quãng đường đời dài đằng đẵng phía sau. Khi bạn bước sang 94, những năm tuổi 20 dường như đã là một ký ức xa xôi, chúng đáng được ghi vào lịch sử. Irving nói, giai đoạn tuổi 20 chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời. Bạn nhớ tới nó dù khó hay dễ và tự hỏi làm thế nào bạn có thể sống sót sau những lo âu mà bạn đã có trong quá trình tìm kiếm mục tiêu của mình. Nhưng nếu kiên trì với hành trình trước mặt, bạn sẽ nhận ra mục tiêu của mình. Hy vọng cuốn sách Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên cũng ít nhiều chỉ cho bạn thấy rằng có hàng triệu cách để đạt được mục tiêu và hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng để bạn phấn đấu vì chúng. Còn một điều quan trọng không kém, hy vọng những câu chuyện mà bạn vừa nghe đã chứng minh cho bạn thấy rằng phải trải qua những rắc rối của khủng hoảng tuổi thành niên không có nghĩa bạn là một người kỳ cục thiếu sót hay được nuông chiều. Có những nghi ngờ và các câu hỏi này có nghĩa con người bên trong của bạn đang cho bạn thấy những dấu hiệu để bạn biết rằng bạn cần phải thay đổi, bất kể là về thái độ hay hành động. Điểm cốt lõi của cuốn sách này là cho bạn một động lực, nguồn cảm hứng, những lời khuyên và trong nhiều trường hợp, các bước cụ thể để giúp bạn chấp nhận sự cần thiết phải thay đổi và rồi đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Khủng hoảng tuổi thành niên không phải là một thứ bạn phải âm thầm chịu đựng và thụ động chờ cho nó qua đi. Bạn có thể chia nhỏ những câu hỏi phức tạp này thành các bước đơn giản để làm theo. Từng chút một cho đến khi bạn chiến thắng nỗi sợ của mình. Và rồi không chỉ bạn sẽ có thể vượt qua khủng hoảng tuổi thành niên của mình mà còn có thể hướng dẫn cho những người tuổi 20 khác vượt qua khủng hoảng của họ. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.